Hello, mình chào các bạn. Hôm qua đoàn của đoàn Quý Lâm đã đi tới Măng Đen, Kon Tum. Đi từ Đà Lạt qua đây khoảng 500 km và chúng tôi đang nghỉ lại ở một cái farm stay ở Măng Cảnh cảnh Măng Đen. Ở đây thì không khí mọi thứ cũng lạnh tương tự như Đà Lạt. Nhưng mà có cái rừng già, thảm thực vật nó còn phong phú hơn. Mình xin giới thiệu cái nơi này để anh chị em trải nghiệm thêm một cái phong cách sống, một không gian sống, một cái nơi mà cũng là rất là nhiều người bỏ phố về rừng muốn lựa chọn. Đây là cái pháp tây của bạn Hưng đi ở từ Đồng Nai lên đây. Bạn đã thiết lập chỗ này khoảng hơn 1 năm. Ở đây thì bạn trồng sâm, cái cây hồng đảng sâm, cây li ti ở dưới này là cây hồng đảng sâm, rồi cây vải thiều và bạn cũng trồng cam. Một cái vườn ngoài này là cam cam sành. Ở đây cũng có cẩm tú cầu giống như Đà Lạt. Và cái mai anh đào. Cây mai anh đào ở đây cũng cho hoa. Trên kia có nở hoa, cây này đang nở hoa này. Cây Măng Đen là một cái địa phương hiếm hoi, như là duy nhất thứ hai sau Đà Lạt. Cái địa phương sau Đà Lạt mà có thể trồng mai anh đào mà nở hoa. Còn tất cả các địa phương khác trồng mai anh đào không nở hoa. Chỉ có Măng Đen và Đà Lạt là mai anh đào nở hoa thôi. Nên là cây cam sành, lát nữa mình sẽ quay cho các bạn thấy mấy quả cam sành. Những cái quả cam sành nó rất là khủng, rất là đẹp và ăn đậm đà lắm. Ở đây thì chúng ta vẫn thấy dấu tích của rừng già. Có lẽ bao bọc quanh đây là rừng già không, nhưng mà nó bị tàn phá đi rất là nhiều. Đây là cái thảm thực vật rừng già rất là phong phú, rất là nhiều tầng, nhiều tán và nhiều sinh vật ở trong đó. Nhưng mà chỉ cần quay qua đây là chúng ta thấy là rừng mới bị phá này. Cái tỉnh Kon Tum này rừng rất nhiều nhưng mà bị tàn phá rất là nhanh. Chúng ta thấy bên kia là dấu tích của rừng già, có những cây lớn, cây cổ thụ nhưng mà cũng bị chặt hạ đi để lấy đất làm vườn, làm rẫy. Đây là một cái điều rất là đáng tiếc cho các tỉnh Tây Nguyên. Đây, nhóm Ân School tụi mình đang lưu trú ở đây và tổ chức nấu nướng buổi sáng. Đây là cam sành. Những cái quả cam, đây là cam sành này. Lúc này mình có quay cây cam và đây là cái những cái quả cam mà thu hoạch từ bản chủ farm, thu hoạch từ vườn là nông dân. Đây là rất là lâu lắm rồi mới thấy những quả cam to thế này. Đây là một cái đặc sản của Măng Đen. Nghe nói ở đây bán giá chỉ có mười mấy ngàn một đồng một kg thôi, khoảng 20 ngàn đồng một kg thôi. Chắc tụi mình sẽ phải đi qua vườn cho trẻ em hái trải nghiệm và mua một ít về làm quả biếu. Đây là các loại sâm luôn. Đây là mật ong.
mật ong rừng, đây là các loại sâm của Con Tum. Sâm của mình cũng không biết là loại sâm gì luôn, chắc là có sâm Ngọc Linh, rồi hồng đảng sâm. Rất là nhiều cái giống sâm lạ, mình không biết được. Sâm đây là sâm địa phương à Hưng? Sâm đây là sâm của địa phương hết à? Ta đổi đa dạng ha. Theo như bản chủ farm thì đây là toàn bộ là sâm của địa phương. Chứng tỏ là cái Con Tum này cũng rất là nhiều chủng loại sâm. Vậy mà dân Việt Nam qua Hàn Quốc đua nhau mua sâm Hàn Quốc. Mình có sâm mà không có quan tâm nhiều bằng Hàn Quốc. Đây là mình đi lên lầu trên của cái khu nhà ở. Đây, ở đây vẫn nghe chim hót líu lo, chim rừng. Cái đất ở đây khá là tốt, cái đất cũng chưa bị chai hóa vì cái nông nghiệp mà công nghệ cao, mà đất này là vẫn đổ mùn nhiều, đất trồng theo canh tác theo kiểu nông nghiệp truyền thống nên là không có bị bào mòn, không bị chai đi. Cái đất ở bên Đà Lạt bên mình bị phân bón thuốc trừ sâu nhiều quá thành ra nó bị chai, phải chờ phục hồi. Bây giờ mình xin giới thiệu cái khu lưu trú để quý anh chị em nếu muốn đến đây trải nghiệm theo kiểu là đến lưu trú hoặc đến theo kiểu tình nguyện viên thì có thể đến để ở và làm vườn và ngắm cảnh rừng núi Măng Đen, tham quan cái nơi được mệnh danh là Đà Lạt 2 ở Tây Nguyên. Đây trên này có ba phòng ngủ dành cho ba gia đình của mình ngày hôm qua tối hôm qua tới đây lưu trú. Phòng ngủ rồi nhà vệ sinh cũng ở trong phòng ngủ luôn. Đây là phòng thứ hai. Hai phòng này nhỏ hơn, còn cái phòng bên này thì to hơn, dành cho gia đình đông người hoặc là tập thể là ở đông, hai người ngủ trên này và trải nghiệm cho tụi trẻ con ngủ dưới này. Hưng ơi, nói một chút đi. Dạ. Nói một chút về cái ý tưởng của Hưng về cái việc mà bỏ phố về rừng hay là...
Thôi anh rồi, làm nông nghiệp gì đó. Ý là sao? Ý là nói hả? Dễ thiếu, dễ thiếu. Tại vì em phải hiểu hơn anh về cái khu này mà. Em hiểu, em ví dụ làm sao em ra em lại thích nơi này và em lên đây thì có những thuận lợi, có không gì là em có ý tưởng phát triển ở chỗ này như thế nào? À, đến đây nhá. Ý nói ghi âm cái gì? À, ghi hình chứ. Hả? Ghi âm ghi hình luôn chứ. Bỏ đây này. Cảm ơn. Đây. Mình mang giá trị cho đời mà. Mang. Đừng quay mặt em nghe. Ở động lực. Ủa, không quay mặt hả? Dạ. Ngài hả? Nghe, dạ, dạ. Còn nếu ngài quay mặt thì thôi. Thôi. Dạ. Tại đó mình tôn trọng. Dạ. Anh làm cho nó ý tưởng của anh thì anh đang giống nhau mà. Đây trên này có 3 phòng ngủ dành cho 3 gia đình của mình ngày hôm qua, tối hôm qua tới đây lưu trú. Phòng ngủ rồi nhà vệ sinh cũng ở trong phòng ngủ luôn. Đây là phòng thứ hai. Hai phòng này nhỏ hơn, còn cái phòng bên này thì to hơn, dành cho gia đình đông người hoặc là tập thể, hoặc là ở đông, hai người ngủ trên này và trải nghiệm cho tụi trẻ con ngủ dưới này. Với một cái không khí, không gian và cái tiềm năng về nông nghiệp như thế này thì cũng dễ hiểu vì sao bản chủ nói là cũng không muốn trở về thành phố, cũng không muốn trở về dưới Đồng Nai là quê hương của bạn. Bạn ở đây quen rồi. Mục tiêu của bạn 2 năm nữa sẽ phủ xanh cái vườn này và các loại cây trồng. Chúc cho bạn sẽ tạo lập được một cái khu vườn thực sự là một cái nơi đáng sống, và hy vọng mỗi người mà bỏ phố về rừng á, thì đều bảo vệ rừng và góp tiếng nói góp phần bảo vệ rừng và trồng xanh cái khu vườn của mình bằng không chỉ là cây ăn quả mà còn là cây tạo mảng xanh, cái cây tạo giá trị cho thiên nhiên, cây tạo giá trị cho cái thảm thực vật và môi trường sống. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.